sản lượng theo quyền diệt tài lãnh thực chất nó lên xã hội và tài ổn toàn quyền. Từ lần bị kêu thật cái mấy mẹ do bị chính phố bày vô kinh từ lần nhưng mà chính phố nhớ tôi lấy cho từ lần như là không có do bị chính phố tì phát triệt bị tài chăng các mẹ chính phố